One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 1. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về các tin tức mới nhất xoay quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trên lãnh thổ Ukraine trong hôm qua. Tin tức đầu tiên đến từ một trong những quốc gia thuộc NATO, Đức. Điều đầu tiên mà bạn cần phải biết là châu Âu đang thực sự có ý định khởi động một cuộc chiến tranh theo đúng nghĩa đen với Liên bang Nga. Người ta hy vọng rằng những nhà lãnh đạo, chính trị gia và quân nhân châu Âu dường như đang khao khát một cuộc chiến với người Nga này, ít nhất sẽ đưa ra vấn đề một cách thẳng thắn. Ví dụ đầu tiên, tờ Bild của Đức tuyên bố Nga có thể tấn công châu Âu chỉ trong vòng một năm. Đây có thể là các quan điểm của chính trị gia Đức, hoặc ít nhất đã từng là như vậy. Lãnh đạo Ba Lan nói rằng EU có khoảng 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức một lần nữa nhắc lại về mối đe dọa liên quan đến chiến tranh với Nga. Sẽ phải tiêu tốn từ 5 đến 8 năm cho việc này. Có thể bạn sẽ nói là điều này trên thực tế còn rất lâu mới xảy ra. Có thể là 5 năm nữa, cũng có thể là 20 năm nữa. Vậy thì mình sẽ giải thích cho bạn lý do vì sao cuộc xung đột giữa Nga và Liên minh châu Âu cũng như NATO hoàn toàn có thể đến sớm hơn rất nhiều trên thực tế. Đầu tiên, hãy chú ý về thông tin gần đây của các nước Baltic. Chính phủ các nước này đang tăng cường các hàng rào phòng thủ dọc theo biên giới, dự kiến sẽ xây thêm hơn 600 đồn biên phòng. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, vì trong trường hợp cuộc chiến giữa Nga và châu Âu thực sự nổ ra, thì mục tiêu đầu tiên của Liên bang Nga chắc chắn phải là các nước Baltic. Vì đây không chỉ là mục tiêu dễ nhất trên thực tế đối với người Nga, mà nó còn đóng vai trò cho việc kết nối được Kaliningrad với Belarus, từ đó triệt tiêu hoàn toàn khả năng thành phố này bị phong tỏa. Thêm nữa, trong bản cập nhật lần trước, chúng ta đã cùng thảo luận về đợt diễn tập quân sự lớn nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây của Liên minh châu Âu. Họ dự định triệu tập khoảng 90 quân nhân đưa đến biên giới phía đông của các nước thuộc NATO, trong đó có khoảng 20.000 đến từ Vương quốc Anh. Bạn có thể nói rằng đây chỉ là một đợt diễn tập quân sự thông thường. Vậy thì nó có gì đặc biệt? Sự kiện này là mình nhớ đến một thứ. Vào thời điểm 2014-2015, trong cuộc chiến Donbass lần đầu tiên, Liên bang Nga cũng đã thực hiện một vài đợt diễn tập quân sự dọc theo biên giới Ukraine, trong lúc Ukraine phát động những đợt tấn công thù địch nhắm vào người dân Donbass, Sloviansk, Kramatorsk cũng như Donetsk. Nhờ đó mà một lượng lớn quân binh Nga đã được tập trung dọc theo khắp biên giới, để rồi họ được gửi đến Luhansk và Donetsk dưới hình thức quân chi viện, trong đó bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép. Vì thế, đợt diễn tập quân sự của NATO làm mình cảm thấy giống y như trường hợp này. Họ đang đưa rất nhiều lực lượng đến sát biên giới phía Tây Ukraine, để trong trường hợp tệ nhất là Ukraine bị Nga đánh bại hoàn toàn, thì phương Tây buộc sẽ phải đưa lực lượng quân đội của họ vào bên trong lãnh thổ nước này. Thêm nữa, đợt diễn tập quân sự này của NATO sẽ kéo dài đến tháng 5, cũng trùng khớp với khoảng thời gian mà mình cho rằng vừa đủ để quân đội Nga kết thúc chiến dịch mùa đông trong trường hợp không có điều gì bất ngờ xảy ra. Lúc đó thì NATO buộc sẽ phải can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến để ngăn chặn không cho Liên bang Nga dẫn tiếp quá sâu. Tất cả những con số từ các chính trị gia phương Tây như 5, 10 hay 20 năm về một cuộc chiến với Nga trên thực tế chỉ là để hướng sự chú ý của chúng ta vào đó. Châu Âu không thể nào tuyên bố những thứ như kiểu ngay trong ngày mai chúng tôi sẽ huy động lực lượng rồi sau đó đưa đến Donbass và Adivka để phát động một cuộc chiến với người Nga. Điều này sẽ gây ra khủng hoảng trong bộ phận dân chúng, do đó họ sẽ cần nói giảm, nói tránh như vừa rồi. Cần phải nhấn mạnh rằng tất cả những điều vừa rồi chỉ là góc nhìn và quan điểm của mình, do đó mình hoàn toàn có thể sai. Tiếp theo, chúng ta đến với một tin tức từ Kiev. Chính quyền Ukraine cho rằng quân đội Nga đã và đang chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè, dù rằng họ còn chưa kết thúc chiến dịch mùa đông. Và mục tiêu trong chiến dịch mùa hè của Nga sẽ là chiếm đóng hoàn toàn Donetsk, Luhansk, Kharkov, Zaporizhia, Kherson và quan trọng nhất là thủ đô Kiev. Để phục vụ cho mục tiêu này, thì quân đội Nga đang có kế hoạch huy động thêm 400.000 quân binh nữa. Có thể bạn sẽ cho rằng đây dù sao cũng chỉ là những suy đoán. Phương Tây thì đang cố tìm cách kìm chân người Nga, còn Moscow cũng đang làm một số thứ để khiến cho các nước phương Tây cũng như Ukraine hoảng loạn. Vậy thì giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận về các tin tức trên chiến trường. Các tin tức đầu tiên và cũng là tồi tệ nhất trong ngày hôm nay đối với quân đội Ukraine đến từ Avdiivka. Đầu tiên là video xác minh vị trí duy nhất chúng ta có trong 24 giờ qua. Đây là khu vực cứ điểm phòng thủ nằm ở phía đông thành phố của quân Ukraine. Nó đã bị quân đội Nga đánh bom vào, vì thế mình đã thay đổi lại hệ thống bản đồ, do trước đây nhiều mapper cho rằng toàn bộ khu vực này đã nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga,
nhưng video này đã phủ nhận điều này. Giờ thì chúng ta đến với khởi đầu của câu chuyện. Đầu tiên, chuyên gia quân sự Rybak cho biết, quân đội Nga bằng một cách nào đó đã thành công xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và tiếp cận được đến giao lộ này của các con phố, từ đó thiết lập một vài quyền kiểm soát tại đây. Bạn có thể thắc mắc, tại sao quân đội Nga lại có thể vượt qua một vùng lãnh thổ lớn như thế này để tiếp cận được đến tận đây? Thì mình sẽ trả lời rằng, có thể hệ thống bản đồ của chúng ta đang không bám sát với thực tế. Giờ trước đây, thỉnh thoảng thì Rybak lại đưa thông tin về việc người Nga có được những bước tiến nhất định ở khu vực phía đông Adiska. Cũng có thể là thông tin vừa rồi của Rybak chỉ là do ông ta tự suy đoán mà thôi. Thêm nữa, nhiều nguồn tin cho biết, quân đội Nga cũng đã thành công xuyên thủng hàng rào phòng thủ của quân Ukraine ở phạm vi lân cận khu công nghiệp. Từ đó, chiếm thêm được một cứ điểm nữa và mở rộng vùng chiếm được lên thêm một vùng như thế này. Hiện tại thì mình sẽ chưa thay đổi hệ thống bản đồ giống như các mapper khác vì chúng ta vẫn cần chờ các video xác minh vị trí. Nhưng ít nhất, phạm vi vùng xám tại đây sẽ cần phải được nới rộng. Chưa hết, một loạt kênh tin từ thân Nga, thân Ukraine đến trung lập cho biết quân đội Nga đã mở một mũi tấn công nữa ở mặt trận phía nam nhắm vào khu vực dân cư, trong đó có cả khu vực công sự Tsarskaya Okhota. Một vài mapper đã cập nhật hệ thống bản đồ của họ để biểu thị diễn biến của sự kiện này. Vậy là người Nga ngày càng tiến gần hơn đến trung tâm thành phố, còn tình hình đang ngày càng tệ đi cho quân đội Ukraine. Cụ thể như sau, theo lực lượng vũ trang Ukraine, về tình hình tại Adiska, trong một ngày, quân đội Ukraine để mất một vài cứ điểm ở Kamianka, đồng thời cũng đã buộc phải từ bỏ các công sự ở Krasnohorivka và hai cứ điểm ở Obizhne, ở gần Bemomaiske cũng đã để mất ba cứ điểm. Chúng ta đã cùng thảo luận về thông báo này và mình cũng đã nói rằng quan trọng nhất phải là việc quân đội Ukraine để mất hai cứ điểm ở gần Obizhne. Chính là đây, đây là một cứ điểm rất vững chắc, mang cấp đại đội của lực lượng Ukraine. Nhìn từ hệ thống bản đồ, thậm chí chúng ta còn có thể quan sát được các dãy chiến hào dọc theo nó. Vậy mà giờ người Nga đã chiếm được cứ điểm này. Chưa hết, ngay trước khi mình bắt đầu bản cập nhật này, nhiều nguồn tin đáng tin cậy từ Nga cho biết, quân đội Nga dưới kết quả của các đợt trinh sát đã thành công thiết lập quyền kiểm soát của họ lên những tòa nhà đầu tiên tại giao lộ của hai con phố Komunaina và Naikata. Vậy là bằng một cách nào đó mà một nhóm trinh sát Nga đã thành công di chuyển một quãng đường tương đối xa để có thể chiếm đóng những tòa nhà đầu tiên dẫn vào thành phố. Nguồn tin trên còn bổ sung thêm là các quân binh Nga này đã và đang củng cố lại cứ điểm của họ. Do đó, câu hỏi của chúng ta giờ đây sẽ là liệu họ có phản kháng được các đợt phản công của quân đội Ukraine diễn ra trong đêm nay hay không? Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ tổ chức phản công từ rất nhiều hướng vì phạm vi này đã thuộc khu vực bên trong thành phố. Nếu như thành công chống trả lại toàn bộ, quân đội Nga trong những ngày tiếp theo sẽ có cơ hội đưa nhiều hơn nữa lực lượng của họ đến đây. Và lúc đó thì sẽ chính thức là thảm họa cho Ukraine. Một nguồn tin Ukraine đưa lên cho chúng ta một bức hình cho thấy các tòa nhà tại con phố này. Anh ta cũng xác minh rằng quân đội Nga chiếm được một vài căn hộ nhưng không nói rõ cụ thể là ở đâu. Tổng kết lại, quân đội Nga đang mở 3 mũi tấn công vào Adiska. Đầu tiên là từ Krusta, Banka, Kamianka đến phố Kirova. Thứ hai là nhắm vào Tsarskaya Okhota cũng như trạm bơm nước ở mặt trận phía nam. Và cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, quân đội Nga chiếm đóng được một vài tòa nhà ở thành phố Naikata. Điều này đã giúp chúng ta hiểu rằng mục tiêu sắp tới của người Nga sẽ là kiểm soát mọi thứ nằm dưới đường kẻ của mình đang vạch ra. Chưa hết, một nguồn tin Nga cho biết quân đội Nga đang tập hợp rất nhiều xe tăng và xe bọc thép ở Vesele để tới đây thực hiện một đợt tấn công đẩy thẳng xuống dưới. Mình không biết là quân đội Ukraine có kế hoạch hay là cách ứng phó gì không trong tình huống này. Tại sao mình lại bắt đầu ở Adiska? Vì kết quả của khu định cư này sẽ liên quan đến tương lai của Ukraine, cũng như việc lực lượng quân đội của NATO có xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine sau những đợt diễn tập quân sự kia hay không. Như mình đã nói trong video lần trước, qua cầu tuyết mà người Nga lăn từ Crimea đến những mặt trận khác sẽ ngày một lớn dần, đồng nghĩa với việc ngày mà cuộc chiến giữa quân đội Nga và không chỉ là quân đội Ukraine mà còn cả lực lượng của các quốc gia khác tại phần phía tây lãnh thổ Ukraine sẽ đến rất sớm thôi. Thông tin cuối cùng ở Adiska là video này. Quân đội Nga sử dụng hệ thống nhà đáp hạng nặng TOS tấn công vào khu vực đường ray ở mặt trận phía bắc để tiếp tục làm tiền đề cho việc dẫn sầu hơn nữa. Chúng ta đã thảo luận về Bovomaiske trong bản cập nhật lần trước. Dựa vào hai video đó thì mình sẽ thay đổi hệ thống bản đồ trong bản cập nhật tiếp theo. Các cuộc giao tranh giữa hai phe đang ngày càng dịch chuyển dần về phía khu vực trung tâm Bovomaiske. Về cứ điểm phòng thủ nằm giữa Bovomaiske và Nevaiske và cũng như là thẳng về phía Nevaiske. Ở Helhivska thì chúng ta không có tin tức gì mới, chỉ có một video cho thấy máy bay không người lái Nga thực hiện các đợt công kích để làm đòn bẩy cho những đợt tấn công trực diện. Vì thế theo như mình hiểu thì hiện tại các cuộc giao tranh trên mặt đất đã và đang diễn ra rồi. Đối với Novomykhailivka,
quân Nga đang thực hiện chiến thuật tấn công trên diện rộng nhằm áp sát tuyến đường T-05.94 càng nhanh càng tốt, từ đó cắt đứt mối liên hệ giữa các quy định tại mặt trận này. Một nguồn tin cho biết, do một loạt đợt dội hỏa lực, lực lượng Ukraine tập trung ở phía tây Novomykhailivka đã bị đánh bại. Quân Ukraine mất biệt đội AGF và trung tâm điều khiển UAV. Quanh khu vực lân cận khu định cư, có tới 17 đơn vị hỗ trợ của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đàn áp. Thêm nữa, quân đội Nga còn đã thành công phá hủy rất nhiều hệ thống pháo binh của quân đội Ukraine tại khu vực nằm bên dưới Yelizavetivka. Nhưng chúng ta không có bất kỳ video nào mà chỉ có thông tin từ các binh lính trên chiến trường mà thôi. Chỉ có một video duy nhất với nội dung là các đợt dội bom của người Nga nhắm vào các hàng cây nằm phía bên trên Volodymyrivka. Đây cũng có thể được coi là tiền đề cho các đợt tấn công trực diện. Di chuyển đến Zaporizhia, ta có một video cho thấy hệ thống nhiệt đáp hạng nặng TOS xạ trực tiếp hỏa lực vào trung tâm Robotyne. Có một điều mà bạn cần phải hiểu về hệ thống nhiệt đáp này. Dù rằng có sát thương rất to lớn nhưng điểm yếu của nó lại là tầm hoạt động khá gần, chỉ dưới 6 km. Tức là buộc phải được đưa ra tiền tuyến trong trường hợp quân đội Nga muốn sử dụng để tấn công. Do đó, phạm vi 6 km xung quanh hệ thống nhiệt đáp này ít nhiều phải được đảm bảo an toàn. Đó chính là lý do vì sao trong tuần qua, chúng ta nhận được vô số các video liên quan đến máy bay không người lái của cả Ukraine lẫn Nga. Quân đội Nga thì dùng chúng công kích vào trung tâm khu định cư, còn quân đội Ukraine thì dùng chúng ở phía nam ngôi làng nhằm tiêu hao bớt lực lượng của kẻ địch. Ngoài ra, còn là một video liên quan đến pháo nhiệt đáp TOS nữa, cũng là ở khu vực phía nam cho chúng ta thấy nghĩa địa của các xe bọc thép. Và cuối cùng là hai video vẫn là với pháo nhiệt đáp TOS ở cùng một địa điểm bên trong Robotyne. Vậy là trong lúc chúng ta còn đang thảo luận về rất nhiều thứ thì quân đội Nga đã bắt đầu phát động những đợt đẩy trực diện nhắm vào Robotyne. Tất nhiên là ta chưa có bất kỳ video nào cho thấy lính Nga có mặt ở bên trong khu định cư, nhưng không có nghĩa là trên thực tế cũng như vậy. Diễn biến thực sự ở tiền tuyến so với các video và tin tức được đưa lên bao giờ cũng chậm hơn, do đó chúng ta sẽ cần phải chờ đợi. Đến với Crimea, sau thất bại của quân đội Ukraine thì mọi hoạt động quân sự của cả hai phe đã giảm xuống mức thấp nhất. Có một video cho thấy UAV cảm tử Lancet tấn công tại khu vực đằng sau Tiahinka, nhưng mình nghĩ nó đã xảy ra từ vài ngày trước. Ngoài ra, còn là một video được đăng tải bởi biệt đội Sudo Platov. Họ cắt ghép một loạt các đợt tấn công bằng máy bay không người lái, phá hủy rất nhiều xe bọc thép cùng thuyền bè rồi đưa lên cho chúng ta xem. Tin tức quan trọng nhất mà chúng ta có ở mặt trận này là đây. Quân đội Nga thông báo về việc một trong những lính điều khiển máy bay không người lái tinh nhuệ nhất họ đang sở hữu tại mặt trận này với biệt hiệu Moses đã tử trận sau khi căn cứ của anh ta bị quân đội Ukraine phát hiện và tấn công vào. Dựa theo thống kê, một mình Moses đã thành công tiêu diệt hơn 500 binh lính của Ukraine trong suốt chiến dịch. Vậy đây thực sự là một mất mát lớn cho người Nga. Quay trở lại với Bakhmut, không có quá nhiều tin tức mới ở mặt trận này. Như đã cùng thảo luận, nhiều mapper cho biết quân đội Nga hiện đã chiếm được ngọn đồi nằm ở phía bắc ngọn đồi 215.7, làm tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện chiến dịch nhắm vào Ivanovske từ phía nam. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn còn ít nhất là hai cứ điểm phòng thủ trọng yếu ở phía này, do đó mọi thứ sắp tới đối với quân đội Nga chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đối với Bohdanivka thì không có tin tức gì mới, chỉ có một hai video ở Orykhovo và Silivka cho thấy quân đội Nga tiêu diệt vị trí của các binh lính Ukraine mà thôi. Không có tin tức gì mới ở Vesele. Quân đội Nga sau khi chiếm được ngôi làng này thì họ sẽ cần vài ngày hoặc ít nhất là một tuần để củng cố lại vị trí cũng như đối phó với các đợt phản công của quân đội Ukraine. Chỉ sau khi điều này hoàn tất thì họ mới có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. Và như chúng ta đã cùng thảo luận, khả năng cao mục tiêu tiếp theo của người Nga sẽ là Drobnolivka. Đến với tiền tuyến Liman, tổn thất của quân đội Ukraine tại mặt trận này được báo cáo trong 24 giờ qua là lên tới 320 binh lính. Đây là con số lớn nhất kể từ khi vùng kiểm soát của cả hai phe thay đổi thành như thế này, và thậm chí nó còn lớn hơn so với tổng thể toàn bộ mặt trận Donetsk. Dựa vào video ta vừa xem thì cũng đã đủ căn cứ để thay đổi hệ thống bản đồ cho thấy khu vực này nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Nga. Phải nhắc lại rằng các cuộc giao tranh đang diễn ra cực kỳ khốc liệt và người Nga đang ngày một đến gần dòng sông Zhdebets. Không có quá nhiều tin tức đáng chú ý ở tiền tuyến Kupian. Nhiều nguồn tin cho biết quân đội Nga đang phát động tấn công diện rộng bắt đầu từ Sinkivka chạy dọc đến tận khu định cư như Kryska, Kolyarivka hay Kroskomane. Vậy có vẻ như người Nga đang muốn nối liền phạm vi kiểm soát của họ ở Novoselivske đến nam Kolyarivka để từ đó làm tiền đề cho việc mở một chiến dịch dẫn sâu đến những khu định cư ở tận đằng sau như Senkove hay Kruslyarkivka. Tất nhiên, đây sẽ là một chiến dịch dài hơn,
và việc tiến xa hơn thế này chỉ trong một đợt đẩy duy nhất sẽ gần như là bất khả thi. Do đó, đây chỉ là góc nhìn của mình về kế hoạch của quân đội Nga trong dài hạn mà thôi. Một lần nữa, các đợt diễn tập quân sự của NATO đang được diễn ra sát biên giới Ukraine là để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Theo như mình hiểu, thì khả năng cao là trường hợp xấu nhất này thực sự sẽ xảy đến đối với người Ukraine. Trong 2-3 tháng tới thì sẽ có rất nhiều tin tức đáng chú ý, không chỉ là đối với Ukraine mà còn là trên toàn thế giới. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.